Chúc anh chị em trở lại với gia đình Kim Phạm USA nha. Thì hôm nay mình chia sẻ gì vậy anh ba? Hôm nay thì có những có vài bạn cũng hỏi là cách làm thế nào để cho cá nó vàng đó. Ok. Tại vì khi cá mới mua về nó nhát rồi đó thì hôm nay chị Kim Phạm sẽ chỉ cho các bạn chị Kim Phạm nói. Ủa vậy đâu biết nói gì đâu. Bây giờ thì bây giờ các bạn nào bây giờ mình nói cách tập cho cá mình nói trước chút nữa mình sẽ rồi mình sẽ quay cho chú mình sẽ quay thực hành sao. Ok. Thì cá khôi thì ngồi cá chép ra thì mình không biết tại cá chép nó rất là nhát các bạn cũng khó tập lắm, nhưng mà nếu mà cá nhật hoặc là cá nhật lai á thì các bạn tập được. Thì khi mình cho ăn á mình cho ăn ít thôi, vì mới mua cá giờ các bạn cho ăn ít thôi chứ đừng cho ăn nhiều quá, đừng có rải chỗ này chỗ kia luôn á, rải một chỗ là tập quen cho nó. Ok. Chụm vòng 1 tuần 2 tuần đó. Ok. Cái thứ ba nữa là cá mà các bạn nuôi mà ít cá quá giống như 2-3 con cá thì nó nhát lắm. Với lại khi cá mới mua về thì nó cái môi trường mới đó. Nó chưa có cảm thấy an toàn. Cho nên nó rất là nhát, nó chạy, nó thấy người nó chạy đi lum hết á. Thì mình mua khoảng số lượng nhiều hơn thì nó dạng hơn, ví dụ hơn 10 con thì nó sẽ dạng hơn. Mà nuôi thời gian thì nó dạng hơn, tại vì nó quen với cái môi trường với lại nước rồi. Okay. Cái độ pH rồi nó quen hết trong môi trường đó. Nó cảm thấy an toàn thì nó mới dạng lên. Okay. Vậy thì bây giờ giống như là trước khi mình ra đứng trên hồ xong mình liền xuống liền thì mình đừng có liền, mình đứng đó một hồi mình nhìn nó rồi cho nó quen cho nó tới rồi bắt đầu mình mới bỏ xuống rồi từ từ nó mới quen. Mình hồi xưa mình tập là mình vỗ tay các bạn. Thì ra bờ hồ mình vỗ tay vậy nè. Nhưng mà các bạn vỗ cho đúng nhịp nha. Nhớ đừng có vỗ tay nha các bạn, đừng có vỗ chân, tại vì vừa vỗ tay mà vừa vỗ chân á hàng xóm người ta nhìn qua người ta sợ. Nói cái này nó bị gì. Ok rồi bây giờ mình sẽ dẫn cô chú và anh chị em tới cái hồ xong mình quay thực tế cho cô chú xem ha, chứ bây giờ mình nói nhiều khi đâu biết có phải vậy không. Ok rồi mời cô chú và anh chị em tới hồ xem mình cho cá ăn ha. Bây giờ chị Kim Phạm sẽ huấn luyện nè đó. Thì mình tới mình đứng ở đây các bạn, mình bỏ đồ ăn xuống một góc này nè thì nó sẽ bu lại, các bạn thấy không? Các bạn thấy mình chưa có cho đồ ăn mà nó đã bu lại rồi nè. Đó. Đó các bạn cho ăn ít vậy lần lần nó sẽ quen, tại vì nó dành ăn, nếu mà nó không lên ăn thì nó sẽ bị đói, mấy con khác ăn hết làm sao. Thì tập cho nó vậy. Mà mình đứng cho cá ăn mình cũng phải đứng cái kiểu ha. Đúng rồi. Thì các bạn cho ăn á thì các bạn đứng đây luôn cho cá nó ăn để cho nó quen với bóng người mình đó các bạn. Thường mình đỡ tay xuống nữa, đỡ tay xuống cho nó nhưng mà nhiều khi mình tay mình dơ vi trùng vi khuẩn rồi chưa có rửa tay thì đừng có nó đút vô miệng cá. Okay. Đó. Các bạn thấy không, có cái nó dạng không, nó lên nè đó, lên nó tát nè đó, nó tát phập 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 giống như mấy con heo nó ăn cá ở Việt Nam luôn á các bạn. Thì cá cái cỡ size này nó chưa có dạng lắm đâu các bạn, khi mà nuôi càng lớn nó càng dạng, ví dụ cá còn 3-4 tuổi trở lên nó dạng lắm. Đó, rồi bây giờ mình qua hồ bên kia mình quay cho các bạn xem. Đó. Rồi nè các bạn coi chị Kim Phạm huấn luyện cá nè. Rồi. Đó, mình tập từ từ vậy các bạn, hàng cá nó tới nó ăn rồi nó dạng thôi. Đó các bạn nhớ tát phù 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 phù. Cá bự thì nó tát càng mạnh. Thì mùa này vẫn mùa lạnh nha các bạn, thì hiện giờ là 50 mấy độ thì cá nó cũng lên ăn nó cũng còn yếu, nhưng mà mùa hè thì nó đói lắm các bạn, mùa hè lên nó ăn nó táp móng ghê lắm. Quay gần cho các bạn xem liền cá. Chơi còn lạnh lắm các bạn ơi. Nhưng mà lại có nhiều bạn chắc mua cá giờ mùa đông á, cá nó không ăn, nó nằm dưới cho nên các bạn tưởng nó nhát đó. Các bạn thấy không, tự động nó tới, thấy chưa, mình chưa bỏ đồ ăn nữa, thấy không, mà nó tới rồi, thấy không, bây giờ bắt đầu mình mới bỏ đồ ăn đó, bạn thấy không đâu còn phải mình tới cái ào đâu, mình đừng có tới cái ào một cái, mà khi mình tới cái ào nó cũng không có gì hết, tại nó quen rồi, cá mình nó quen rồi đó. Bây giờ mình có thể đút tay xuống được nhưng mà tay mình dơ, trời, cái họng con cá này nó bự dễ sợ luôn, bỏ một nắm chắc nó cũng vô hết trong miệng nó luôn á các bạn. Đó vậy đó nha các bạn. Đứng đây là nó tự bơi tới, mình chưa bỏ đồ ăn, thấy không? Bây giờ mình bỏ đồ ăn tới nè. Đó, đó là cái cách. Mình đứng đây, đứng xa xa thôi, khi mình tới
mình đừng có tới gần, mà mình làm một cái ào, mình tới từ từ, mình đứng đây nè ha, rồi xong mà khi cá tới rồi bắt đầu mình mới điện đồ ăn tới, rồi lúc đó mình mới đi gần gần tới cho cá, thì lúc đó nó đã dạng rồi, nó biết là có người đó là người cho ăn chứ không phải là cái người tới mà để mà bắt nó là cái gì, cho nên nó không có, mình đừng có tới cái ào cá thì dĩ nhiên nó phải chạy đi thôi, đúng không? Đó, thấy không? Đó, mình luyện xuống thì nó tới thôi. Không biết nó có đói không hay là nó thấy áo mình đẹp rồi nó bu lại nữa. Nó thấy người đẹp á. Chắc vậy, áo đẹp chứ người chắc sau cái video này mình sẽ bắt mang cá này lên mình kiểm tra các bạn. Cách đợt cá mái mà cực kỳ. Hy vọng là cá đợt thì không sao chứ cá mái mà gặp mái mà nó khoái kiểu này thì không biết sao. Bữa này là chuyển thường quá à. Đó, mình thích cái em cá vàng kia kìa. Tát phục luôn. Đã luôn cô chú. Rồi. Rồi. Đó, các bạn thấy không, đơn giản lắm. Thì nó lên nó ăn xong nó phải xuống dưới rồi nó nhai đồ ăn xong nó lên nữa. Chắc nó thấy cái áo hồng của chị Kim Phạm mặc nổi đẹp quá cho nên nó lên chứ không phải tại vì nó đói. Tại trời còn lạnh mà nó đâu có đói được. Nó đâu có đói đâu, chứ tại nó thấy nè, từ nãy mình nói ngay từ đầu đó là khi mình đứng cho cá ăn mình phải đứng có kiểu làm sao á. Lại cá chắc mấy con cá này mấy con cá mèo quá cho nên nó thấy người đẹp là lên. Lên vậy thôi chứ đâu đói gì đâu. Lên thì nó dốc một chút xíu vậy nè. Đó thì các bạn cứ tập làm vậy thì khoảng 1-2 tuần các bạn là cá nó dạng thôi à. Các còn bạn có thấy không, có nhiều video á, mình múc cá ra ngồi trong cái thao mình chia sẻ, nó dạng lắm, nó đâu gì đâu ha. Vậy các bạn có thể múc ra ngoài chơi nó. Ừ. Với lại các bạn có thể mua những con cá mà dẫn đầu đèn như lúc trước mình có nói đó. Chagoy rồi, Karasi rồi, Saragoy rồi, mấy con đó nó dẫn bày, con nó dạng lắm, nó lên ăn, mấy con khác nó bắt trước lên ăn theo vậy đó các bạn. Đó thì mình nhắc lại một lần nữa ha các bạn ha. Thì là làm cách nào để cho cá của mình nó dạng, thì cái thứ nhất thì trong cái hồ của mình phải có một số lượng cá nào đó, ví dụ như 1-2 con, 2-3 con thì nó rất là nhát, thì các bạn mua khoảng chừng 7-8 con trở lên gì đó là cái thứ nhất. Thì cái thứ hai nữa là khi các bạn thả cá đi nữa thì các bạn đừng có thả cá vào mùa đông ha, thả cá vào mùa hè hoặc là những cái mùa mà mát chút xíu. Rồi cái thứ ba nữa là nhiều khi mình mua cá về thì cái môi trường nó chưa có quen đó các bạn. Đúng rồi. Yeah, cho nên nó nhát lắm, nó thấy bóng người nó sợ lắm. Có một thời gian. Rồi khi mà các bạn trước khi các bạn ra cho cá ăn á thì các bạn đứng nó một tí để cho nó thấy cái người thấy tới bóng rồi. Mình. Rồi cái bóng mình tới rồi lúc đó mình mới thả cá thả đồ ăn xuống thì nó biết ồ thì ra có cái bóng tới là có nghĩa có đồ ăn tới. Với lại mấy con cá cái các bạn, thường cá mái thì nó dạng hơn cá đực. Cá đực thì nhiều khi nó nhát lên ăn không bơi đi chỗ khác. Còn mấy con cá đực thì khi mà nó lớn 2-3 tuổi nó mới dạng, là con lúc nhỏ thì nhát. Yeah. Còn còn nếu mà cá chép thì không ấy, tại cá chép thì cái bản chất nó sống ấy thì nó nhát lắm. Nó khác với cá khôi. Ok, đó thì cái video này là dành riêng tặng riêng cho cái em mà hỏi là sao cá của em hay là cái anh gì đó mình quên rồi. Là cái một bạn đó là nói là cái sao cá của em nó nhát quá, bây giờ làm cách nào, thì đó là những cái cách mà mình mới chia sẻ với các bạn. Thì các bạn ra các bạn phải đợi một thời gian chứ mới mua giờ anh bỏ đồ ăn xuống nó không ăn, đừng có bỏ hơi dơ nước lắm cho nó đói luôn. Okay. Bắt đầu ra tập cho ăn từ từ 1-2 hộp 3 hộp từ từ bắt đầu rồi, xong rồi cái nếu mình rảnh thì mình bắt nó ra ngồi cái thao rồi mình ngồi mình dọc mình chơi với nó. Nhưng mà hôm bữa cái bạn đó có hỏi là khi mình đem ra cái thao thì mình đợi khoảng bao lâu mình phải bỏ nó vô lại á. Yeah, cái thao thì không có oxy thì các bạn đừng có đợi hoài quá, 1 tiếng đồng hồ. Ok, tại cá nó mệt nó cũng bị ấy lắm. Mình okay. Mình vớt ra mình chơi, thứ nhất là mình chơi cho nó quen với mình, thứ hai là mình kiểm tra coi có bị bệnh ghẻ đồ này nọ. Ok đó. Yeah. Thì vậy thôi, thì mình thấy cá của mình á, thật sự mỗi lần mình ra là nó hay bơi tới, mà mình khi nó bơi tới là mình chưa có cho ăn đâu, mình bỏ từng cục ít xuống thôi, rồi sau đó rồi bắt đầu nó quen, mỗi lần mình tới mình đứng ngay đó là nó bu lại thôi à, chứ nó không có bỏ chạy. Yeah. Ngộ lắm. Còn bạn nào mà muốn dùng tay để đút cho cá ăn cũng được, nhưng mà các bạn nên rửa tay trước nha các bạn. Tại tay mình nhiều khi nó dơ vi trùng mấy virus. Đó. Ok. Vậy thôi hả? Dạ, yeah, để còn chút mình nhớ mình nói tiếp, bây giờ đột xuất quên. Rồi ok, thì hôm nay video mình chia sẻ ngắn gọn, mong là cái video này hữu ích cho
cho những hồ cá của những bạn, những cô chú nào đó mà đang có trong cái trường hợp mà bị cá nhát, thì mong là cô chú và anh chị em thực hiện cái những cái step mà mình mới chia sẻ, thì sẽ có cái hồ cá dạng hơn và những chú cá khôi thân thiện hơn nữa nha. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị em trong video sau. Bye bye. Đó, từ từ để mình nói. Ủa, chưa xong cái này mà mình nói riêng cho mấy em mà nó hay nói là anh ba mà dành sóng quá, để cho chị đẹp chị Kim Phạm đẹp lên sóng. Hôm nay mình nhường lại sóng cho chị Kim Phạm luôn đó. Ok, bye bye cô chú.